Các bạn thân mến, trên tay Quốc là cái thau bắp đã rửa rồi. Bây giờ Quốc sẽ luộc bắp trước khi xào như các bạn. Thì bây giờ trong khi chờ đợi bắp luộc, Quốc sẽ chuẩn bị một số nguyên vật liệu như là hành lá nè, tỏi nè, hành củ nè, rồi ít mắm để chúng ta xào bắp cho được thơm nha. Đây là những nguyên vật liệu mà Quốc đã chuẩn bị nha các bạn. Mắm, tỏi, ớt nè, đây hành này, hành lá các bạn, để bỏ cho nó xanh này, để bắp luộc, luộc này, bắp luộc sẵn còn rất nóng các bạn. Bây giờ Quốc sẽ luộc, bây giờ Quốc sẽ xào cho. Mình đổ bắp vô nha các bạn. À, một chảo bắp to luôn bạn ơi. Đầy một chảo quá luôn rồi. Hình như là hơi bị ít dầu rồi các bạn ơi. Bắp nó không có thấm được. Cứ chế thêm một ít dầu nữa nha các bạn. Dầu Mezan này các bạn. Mezan này. Có Mezan là nấu nấu ăn ngon gì đó, nấu mê ngon gì đó của Quyền Linh với Hoài Linh đây các bạn. Chúng ta đảo bắp cho nó đều lên các bạn, cho bắp nóng lên. Thơm các bạn ơi, bắp mùi hành phi nó nồng lên, mùi thơm rất thơm luôn. Bây giờ Quốc sẽ đổ mắm vô nha các bạn. Bắp nó để nóng rồi nè, nóng rồi bây giờ đổ mắm vào để cho bắp nó thấm nha. Trời, nó này dậy mùi thơm rất thơm luôn các bạn ơi. Cho nó thơm nức lỗ mũi luôn á. Có ai mà vừa xào bắp vừa bỏ cà rốt không các bạn? Cho nó đỏ đỏ. Khi mà bắp đã vừa gia vị rồi, bây giờ chúng ta bắt hành nha các bạn. Đây, đây là hành lá Quốc sắc nè, bây giờ chúng ta đổ vô nè. Cho đều với các bạn ơi. Cái này nãy Quốc mà làm xiên, Quốc bỏ thêm tí cà rốt vô nữa là nó sẽ xanh đỏ chứ xanh xanh đỏ vàng luôn. Định kêu xanh đỏ tím vàng, đâu có một tím đâu các bạn. À, có cái hành tím tím nè, đúng rồi, xanh đỏ tím vàng. Hình như bị ít hành đúng không các bạn? Rồi, mình sẽ nhắc xuống. Hấp dẫn quá. Bây giờ Quốc sẽ múc bắp ra dĩa nha các bạn. Nhưng mà trước khi múc thì để cho cái dĩa hơn bắt mắt thì Quốc sẽ trang trí một ít dưa leo và cà chua để cho nó đẹp lên. Quốc sẽ chiên chiếc cà chua trước. Thì Quốc sẽ để hành ngô sao các bạn. Ôi nó chạy nè. Mình sẽ để ngô sao cà chua trước. Rồi, để hình hình ngô sao rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí những miếng dưa theo bên cạnh đó.
cứ 3 miếng dưa, 2 miếng dưa thôi các bạn. 3 miếng nó xấu quá. Dưới đây còn được cân miếng các bạn. Đó, các bạn thấy à. Đây là Quốc cũng đã hoàn thành xong cái dĩa bắp xào nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy hoa nè. Đó, rất là đẹp nha. Thank you.